Mến chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã trở lại với kênh Hoa Lan Hiếu Nghĩa của em nhé. Hôm nay em có lên một chậu bên cánh tròn đang hoa cả nhà. Đây, chậu bên cánh tròn của mình đang hoa như thế này, đang hoa và nụ. Cây nó cao là khoảng 10 cm đó cả nhà, đang lên hai mầm gốc. Cây đang lên hai mầm gốc rất là đẹp đó cả nhà. Em bán với giá là 270k ha cả nhà. Mời cả nhà sưu tầm thông qua số điện thoại là 0919414838 ha cả nhà. Em cảm ơn cả nhà đã ủng hộ em.